Ok, xin chào cả nhà. Alright, tại sao mình lại làm cái video này? Nhiều năm lắm rồi ha, dạy cũng dạy tiếng Anh lâu rồi thì thường xuyên mình gặp các bạn mà muốn học Anh văn, muốn học giao tiếp này kia các bạn ấy hay hỏi mình cái câu hỏi mình thường gặp nhất. Đó là thầy ơi em học bao lâu thì có thể giao tiếp được? Thì cũng trước giờ thì mình chỉ cơ bản là trả lời theo cái kinh nghiệm thôi. Nhưng mà hôm nay thì có cái thông tin để phản hồi cho các bạn bằng một cái video cụ thể luôn. Thì cái thông tin này mình cũng tìm hiểu, cũng nghiên cứu lâu thì mỗi một cái thông tin nó đều có cái tính tin cậy khác nhau. Cho nên mình phải tìm hiểu nhiều, nghiên cứu thì mình mới chọn ra cái thông tin mà từ cái công ty EF. Bạn thấy đây mình chụp từ trang web, tại vì cái này phần này mình thu, mình không có thu được cái nguyên cái trang web, cho mình sẽ lấy cái phần này mình đưa lên Word để mình trình bày cho các bạn. Thì EF là viết tắt của cái cụm từ Education First, tức là một cái công ty giáo dục số 1 tạm tạm dịch như vậy. Ok, và trong đây thì họ đưa ra cái vấn đề là how long does it take to learn English? Right, bạn phải mất bao lâu? Phải mất bao lâu để học tiếng Anh? Và cái bài này nó cũng mới và độ tin cậy từ cái công ty này là cao, cho nên mình chọn để làm. Thì EF là công ty gì? Ở đây mình sẽ giới thiệu sơ qua. Các bạn có thể tìm hiểu thêm, thật ra nó cũng khá nổi tiếng, như các bạn cũng biết rồi đấy. Thì bạn thấy mình đưa cái thông tin lên đây thì là gì? Nó được cái công ty thành lập vào năm 1965. Hiện thời thì nó có mặt, có chi nhánh ở trên 114 đất quốc gia và các vùng miền. Văn phòng, nó có văn phòng và có trường học nữa, nó có khoảng 612 cái cơ sở như vậy. Và lượng nhân viên, nhân viên thì sao? 52.000, ok. Rồi, 52.000 lận các bạn. Vậy thì mình thấy thông tin đáng tin cậy cho nên mình áp dụng, sử dụng cái này để mình giới thiệu. Ok, thì ở đây cái bài viết nói là một số thông tin liên quan đến cái việc mà mình một người từ cái cấp độ mà vỡ lòng thì mất bao lâu để mà học và hoàn tất được cái trình độ như mình mong muốn. Ok, thì cái phần đầu tiên ở đây mình chụp cái hình trên từng một cái trang, nó có một cái đoạn thông tin thì mình sẽ giới thiệu, mình sẽ dịch thuật cơ bản để mình giới thiệu cho các bạn. Ở đây họ nói là gì? A beginner can learn English in a year. Họ nói gì? Câu đầu tiên họ để là một người bắt đầu học có thể học tiếng Anh trong một năm. That's pretty fast, although not as fast as some of the crazy 15 day promises you see online. Là gì? Đó là một một năm là cũng khá nhanh rồi, nó không có nhanh như là một cái vài cái lời hứa ở điên khùng mà học trong 15 ngày như bạn thấy ở trên mạng đó, you see online. Specifically, a year is the average amount of time it would take an adult to become fluent enough to work in English. If he starts out as a beginner and studies at least 5 hours a day. But everyone is different. So, anh thấy là gì? Họ nhấn mạnh một điều đặc biệt ở đây, đặc biệt là khi một năm là cái thời gian trung bình chứ không phải thời gian mà cụ thể. Bởi vì sao? Mỗi người mỗi khác. Để mà học tiếng Anh và trở nên lưu loát, đủ lưu loát để làm việc bằng tiếng Anh, nếu như người ta bắt đầu từ một cái trình độ mà rất là beginner, rất là bà từ đầu và phải học ít nhất at least 5 hours a day, tức là 5 tiếng một ngày. Sau đó là cái lượng đưa ra và học trong một năm như vậy thì đạt được cái mức độ là fluent, lưu loát để có thể làm việc bằng tiếng Anh. Ok, sao vậy thì họ đưa ra những cái giới thiệu cơ bản như vậy, nên dưới này họ sẽ phân tích.
Ở đưa một vài điều để họ chỉ ra. Mỗi người mỗi khác, khác ở chỗ nào? How long it will take you to learn English depends on many things. Cái việc học tiếng Anh của bạn nó sẽ tùy thuộc vào cái rất là nhiều vấn đề. Bao lâu, nó mất bao lâu thì nó tùy thuộc vào nhiều cái khía cạnh của vấn đề ở đây. Thứ nhất, your current level of English. Cái trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn là cái gì? Nó phụ thuộc vào cái đó. Thì đây bạn thấy gì? Nếu như mình biết được tiếng Anh chút chút rồi, mình có thể nghe được, hiểu được chút rồi thì mình học sẽ nhanh hơn. Các bạn mà nghe không hiểu gì hết là điều dĩ nhiên rồi. Cái thứ hai họ nói đến đó là gì? Cái level of English you need. Họ nói là gì? Cái trình độ, cái mức độ, cái khả năng tiếng Anh mà bạn mong muốn đạt được là cái gì? Bạn cần là cái gì? Họ đưa ra một vấn đề là gì? Ví dụ như là đối với hầu hết mọi người thì cái trình độ mà để đủ là upper intermediate, upper intermediate tức là cái trình độ mà khoảng nếu như một bộ sách nó chia thì nó chia từ elementary rồi pre-inter rồi pre-inter rồi upper inter, pre-inter rồi inter rồi upper inter, thế mà nó từ cơ bản rồi trung cấp á, trên cơ bản rồi trên cơ bản rồi tiền trung cấp này thì cho upper inter có như là một cái độ cao gần là cao cấp rồi, trình độ cao rồi nhé, cũng khá cao intermediate rồi upper nữa là trên trung cấp. Ok, upper intermediate là trên trung cấp rồi. And what language do you already speak? Cái ngôn ngữ nào mà bạn đã sử dụng, bạn đã nói. Vậy thì tại sao nó phụ thuộc vào cái điều này? Thấy như nếu một người đến từ tí xíu bên dưới, họ có đề cập rồi, trong thông tin họ có đề cập đến, nó phụ thuộc vào khi bạn là người Thái chẳng hạn thì bạn sử dụng cái ngôn ngữ từ tiếng Thái không biết rồi, nó ngu co khúc từng mảnh vậy thì bạn tập viết cái chữ Latin như thế này sẽ khó khăn, cho nên sẽ mất nhiều thời gian hơn. Ok, vậy thì nó cũng tùy thuộc vào cái ngôn ngữ mà bạn đang sử dụng, bạn đang nói. And if you're living in an English speaking country, giả sử như bạn sống ở một đất nước đang nói tiếng Anh, đang sử dụng tiếng Anh, thì sao đó là một lợi thế, vậy thì học càng nhanh hơn. How hard you study, ok? Bạn đầu tư thời gian, bạn bỏ ra công sức của mình như thế nào? Bạn học chăm chỉ ra sao? Rồi, bạn đầu bạn có thực tập nhiều không? How much you practice? You practice here. Right. Thì bạn thấy là gì? Bạn có thực tập nhiều đủ để mà bạn đạt cái trình độ như mình mong muốn hay không? Rồi how good you are at learning languages? Đây là cái khiếu nè các bạn. Mình hay nói là cái khiếu. Nhưng thực ra học ngôn ngữ thì khiếu có thì học nhanh hơn người khác thôi, chứ cũng không nhất thiết. Người không có khiếu vẫn học bình thường nếu chịu khó luyện tập. Ok. Thì những vấn đề này có liên quan ở đây. Nào, chúng ta đi đến những cái vấn đề khác mà họ đề cập đến ở đây, vậy bạn thấy ha. Rồi, now, the best way to estimate how long it will take you personally to learn English is to figure out the number of hours it will take to go from the level you are now to the level you want to be. Nó là gì? Cái cách tốt nhất để mà định xác định, để mà ước lượng bao lâu bạn sẽ phải học, bạn cá nhân của bạn phải học để mà đạt được cái mục tiêu từ cái trình độ như bây giờ đến cái mức độ mà cái trình độ mình mong muốn, là tùy thuộc vào, sẽ dựa vào, sẽ căn cứ vào cái thời gian, cái số giờ mà bạn tham gia học đây, cái the number of hours. So ở đây họ đưa ra cái thông tin là gì? Nếu bạn muốn biết trình độ hiện tại của mình thì bạn hãy vào cái trang web này đó, các bạn để bạn test tiếng Anh của bạn thử coi trình độ nào. Cái test này sẽ đưa ra cho bạn một cái số điểm mà dựa trên cái khung thang điểm tiếng Anh châu Âu từ A1 đến C2. C2, C1, C2 giống như tương đương với người bản xứ rồi các bạn. Thì có 6 khung A1, A2, B1, B2 rồi C1, C2. Thì các cấp độ như vậy có 6 cấp độ, 6 levels mà họ có. Từ đó thì bạn có thể làm bài test, bạn biết được trình độ mình ở mức độ nào. Ok, rồi cái thứ hai họ nói là gì? Họ quyết định coi cái trình độ mình cần là cái gì. Ví dụ bạn
xin việc làm chẳng hạn, bạn cần cái B2, bạn cần cái C1, ví dụ như công ty bạn yêu cầu, hay là bạn muốn đi học đại học rồi trường đại học yêu cầu chẳng hạn, thì những cái mức độ đó sẽ giúp bạn mà xác định cái mức độ bạn cần, thì bạn sẽ theo đuổi cái khóa học cần thiết cho mình. Ok, và số 3 là điều quan trọng đây các bạn. Số 3 là bắt đầu tính cái số lượng giờ. Bạn thấy đây, nguyên cái bảng có số lượng giờ và trình độ. Bạn thấy từ cái cấp độ mà gọi là beginner, tức là không biết gì về tiếng Anh hết, cho đến A1 đó, là cái khung đầu tiên, và đến khung cuối cùng là từ C1 đến C2, tức là cấp độ cao nhất tương đương với người bản xứ đấy. Ok, calculate how many hours will take you to get from the level of English you have to the level of English you need. Vậy thì đây là một cái mình làm bài test sẵn họ cho mình á, coi ở level nào rồi mình sẽ biết được mình cần học bao lâu nữa để cái mong muốn của mình. Ok, bạn thấy gì cái số lượng giờ của nó, thấy số bình thường lắm, nhưng mình chia đều ra cái số ngày thì bạn sẽ biết được từ 0 cho đến đạt được A1 trình độ cơ bản, trình độ mà vỡ lòng ha. Vì chúng ta được học phải học 70 tiếng để bạn có thể nói được những cái cơ bản hàng ngày. Từ A1, A2 bạn cần phải 150 tiếng đồng hồ để học. Đó. Rồi A2 đến B1 thì lại 300 tiếng, khoảng này là mất nhiều thời gian nhất. Bạn thấy từ cấp độ E mà vượt lên để thành được B thì nó mất thời gian nhiều, 300 tiếng lận ha. Rồi B1 đến B2 thì 200 tiếng. Rồi B2 đến C1 và cái này thì ngắn thôi, 200 tiếng, ngắn hơn cái 300 tiếng này. Rồi C1, C2 200 tiếng nữa. Không phải học đủ số giờ như thế này, ngồi trên lớp đủ giờ, giáo viên hướng dẫn thì các bạn đạt được cái trình độ. Nó còn tùy thuộc vào cái sự luyện tập của các bạn nữa. Rồi bên dưới sẽ có thêm một số thông tin họ đề cập và phân tích thêm đây. Để mình coi nếu như là bạn là một người mới bắt đầu học, if you're currently a beginner, you need to reach to B2 level. Bạn là một beginner và bạn muốn đạt tới một trình độ B2. Họ tính, họ cộng lại hết tất cả cấp độ. Thì đây là cái giờ gọi là giờ instruction, sẽ là giờ hướng dẫn của giáo viên. Đó là 70 tiếng cộng 150, tức là 0 đến A1 các bạn là 50. Rồi A1 đến A2 150, rồi A2 đến B1 là 300. Rồi B1 đến B2 nữa thì 200 nữa, họ cộng lại thành 720 tiếng đồng hồ. Ok. Một điều mà họ nói rất quan trọng là các bạn, nếu như bạn là một người nói các thứ tiếng khác không phải là kể hệ Latin, nhưng mà mình đây là người Việt cho nên easier, dễ hơn. Ok. Thì lúc đó sao, những người gì đó họ phải thêm 50% cái lượng giờ định, gọi 50% cái giờ mà ước lượng á, để mà đạt được cái mức mong muốn, tới họ làm việc cực hơn, làm việc chăm chỉ hơn. Alright. Tuy nhiên thì đối với mình đây là 720 giờ này chỉ là giờ giáo viên hướng dẫn trên lớp, không đủ đâu các bạn. Mà các bạn phải thực tập thật nhiều ngoài giờ học, luyện nghe, luyện nói, luyện bất cứ những cái gì có thể để giúp bạn tăng cường kỹ năng của mình như mình mong muốn thì nó mới đạt được cái mức độ. Còn ít luyện tập quá thì nó sẽ không đạt được cái trình độ như mình mong muốn. Ok. Rồi họ bà hướng dẫn cho mình biết là 720 giờ đó, giả sử họ được cái giả sử như vậy, thì 720 giờ vẫn chia theo ngày. Bạn chia thử coi bao nhiêu ngày thì bạn hoàn tất. Ví dụ bạn dự định còn 5 tháng nữa bạn cần, hay là bạn chia thêm coi một ngày bạn học bao nhiêu tiếng thì nó đủ 720 tiếng. Ví dụ một ngày bạn học 3 tiếng đồng hồ đi, một buổi học một ngày, mỗi ngày bạn tham gia khóa học 3 tiếng thì sao? Ở đây họ chia này, nếu như mà bạn họ ghi rõ để mình đọc cái là mình giải thích cho các bạn ha. Divide the total hours into days, chia tổng số giờ thành ngày, thành ra số lượng số ngày, để coi mất bao lâu thì để bạn học tiếng Anh. Trên cái ví dụ bên trên, in above example, taking an English class for 1 hour per week, you would need 720 weeks or almost 14 years to learn English. Oh my god, hả? Nó là gì?
Nếu như theo cái ví dụ bên trên, bạn học một khóa học, bạn tham gia một lớp tiếng Anh và mỗi tuần có 1 tiếng thôi, thì bạn cần phải 720 tiếng, 20 tuần, tức là tương đương hầu như khoảng 14 năm để học tiếng Anh. Thế này chắc mấy bé rồi, mấy bé nhỏ nó học từ 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 nó nâng dần lên, rồi nó sẽ đạt được cái mức độ đó. Để khi nó đến đến lớn lớn lên chút, tuổi thời thanh tới tuổi mà lớp 8, lớp 9 chẳng ví dụ. Tuy nhiên nếu như bạn học tiếng Anh một cái khóa học mà năm cái lớp học mà 5 tiếng hoặc là 5 bài một ngày, một ngày bạn học 5 tiếng đồng hồ, cộng hơn cho 2 tiếng đồng hồ của việc học tập và thực về việc nghiên cứu và luyện tập, thì nó sẽ mất khoảng 120 ngày để bạn học tiếng Anh thôi. Vậy thì bạn thấy nó tùy vào cái số lượng giờ, và với cái số 120 ngày đó thì nó quy ra khoảng trong vòng 6 tháng, ok, thì bạn được B2. So, vậy thì khi chúng ta có được cái thông tin này và có cái số lượng giờ giấc học tập như thế, mình nghiên cứu, mình đào sâu vào để mình biết được cái khả năng của mình đến đâu và mình cần nỗ lực như thế nào, làm việc ra sao để chúng ta đạt được cái mục tiêu là giao tiếp tốt tiếng Anh, viết được tiếng Anh, nghe hiểu tiếng Anh tốt hơn nha các bạn á. Mình có một cái link ở đây, nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái nội dung mình đang copy tới đây, là cái nguồn mà mình lấy thông tin từ đây để mình chia sẻ với các bạn. Đồng thời nó có trang web đó, bạn có thể tìm hiểu thêm từ trang web là www.ef.com. Và qua đây thì họ giới thiệu rất nhiều khóa học, là một các cái trường lớp của họ ở các nơi. Ở Việt Nam mình thì bạn có thể tìm hiểu ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin thực sự bổ ích để khi các bạn hiểu được là bạn thấy trên mạng nó quảng cáo quá trời là học 3 tháng thì giao tiếp được, hoặc là bao nhiêu ngày đó giao tiếp được, thì mình hãy coi lại. Vì mình thấy có rất là nhiều bạn tin những cái khóa học đó, mua tiền rồi mua sách này kia thì nó uổng. Và chúng ta phải cân nhắc kỹ, hiểu rõ được khóa học mình rồi xác định theo học tập. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.